Diễn viên Trà Ngọc mất dáng vì sinh con, suýt đổ vỡ hôn nhân, được mẹ chồng nghệ sĩ ưu tú Kim Phương hàn gắn. Trà Ngọc là nữ diễn viên tiềm năng của làng giải trí Việt. Cô từng gây ấn tượng thông qua các vai diễn hài trong các bộ phim chiếu mạng, phim truyền hình. Với nét diễn duyên dáng, gây cười tự nhiên, hứa hẹn trong tương lai, cô nàng vẫn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mình theo đuổi. Ngoài sự nghiệp diễn viên đăng lên, Trà Ngọc còn được khán giả biết đến bởi mối tình với ca sĩ điển trai Tống Hạo Nhiên. Cặp đôi gắn bó được 5 năm trước khi tính đến chuyện hôn nhân. Trong đời sống vợ chồng, cả hai luôn thấu hiểu và dành sự trân trọng cho nhau. Đặc biệt, Trà Ngọc thường được ông xã nhường nhịn. Cô cho biết, mình có hẳn thời khóa biểu để quản lý thời gian sử dụng mạng xã hội của chồng. Là con dâu của bà mẹ chồng dữ dằn nhất nhì màn ảnh là nghệ sĩ Kim Phương, Trà Ngọc từng ôm nỗi sợ vì biết điều này. Nhưng khác so với những điều mình lo lắng, nữ diễn viên được mẹ chồng yêu thương nuông chiều. Cuộc sống hôn nhân càng thêm viên mãn khi cô hạ sinh con gái đầu lòng hồi năm 2020. Đón nhận thiên chức làm mẹ, nữ diễn viên đồng thời phải đối mặt với chuyện thay đổi ngoại hình vì sinh nở. Sau khi sinh, cô tăng cân khá nhiều, đến khi con đã thôi nuôi, cô vẫn chưa thể cải thiện thể trạng dù đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Khi ấy, nhiều lời bàn tán xoay quanh vóc dáng của cô, có những bình luận mang hàm ý tiêu cực. Nữ diễn viên từng tâm sự về khoảng thời gian đó, khi bạn mập lên bạn sẽ thấy nặng nề, mệt mỏi. Nhưng ngoài chuyện đó, em còn thấy được ai thương ai giận em nữa. Vâng, em cũng giận bản thân mình nữa, nhưng nghĩ tới cái giá phải trả để có được một em bé nấm thì hoàn toàn xứng đáng ạ. Sau đó, cô tìm hiểu các phương pháp giảm cân mới, ra sức tập luyện để nâng cao sức khỏe bản thân. Trải qua những năm tháng đầy sự quyết tâm, Trà Ngọc gây bất ngờ với hình ảnh thon gọn, xinh đẹp như hồi cô chưa theo chồng về dinh. Những đường nét thanh tú, mảnh mai của hot girl làng hài năm nào cũng quay trở lại. Theo như nữ diễn viên, cô đã đánh bay hơn 20kg mỡ và thành công trong việc tìm lại hình ảnh thon gọn mà mình từng có. Thời điểm đó, nữ diễn viên không ngừng cập nhật hình ảnh mình chăm chỉ tập yoga, ăn uống theo chế độ. Kết quả này là những đền đáp cho nỗ lực mà cô đã bỏ ra, nhất là sự hy sinh của bản thân cho thiên chức làm mẹ. Mối quan hệ đặc biệt với mẹ chồng, diễn viên Trà Ngọc không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai diễn mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc với chồng là ca sĩ Tống Hạo Nhiên. Sau 5 năm bên nhau, cả hai đã có một cô con gái đáng yêu. Bên cạnh đó, cuộc sống của nữ diễn viên cùng mẹ chồng chuyên trị những vai phản diện trên màn ảnh, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương cũng là mối quan tâm của khán giả. Chia sẻ về ấn tượng lần đầu ra mắt, Trà Ngọc cho biết từng khóc sướt mướt khi bạn trai Hạo Nhiên bất ngờ đề nghị ra mắt mẹ chồng mà không để cô có sự chuẩn bị từ trước. Vì mẹ chồng chuyên trị nhiều vai phản diện nên tôi bị tâm lý. Lúc đó tôi nài nỉ không chịu đi thì anh Nhiên nắm tay tôi ra ngoài cửa, cảnh đó y như con bị bắt cóc. Lần đầu tiên mình có cảm giác sắp đi vào chỗ chết. Tuy nhiên sau khi gặp mẹ thì lại cảm thấy mẹ hoàn toàn khác với những vai diễn đó. Mẹ rất dễ thương, nữ diễn viên hài hước chia sẻ. Trong khi đó, nghệ sĩ Kim Phương xác định Trà Ngọc là nàng dâu tương lai ngay lần đầu gặp mặt. Tôi thường nói các con rằng có quyền nhiều bạn gái để tìm hiểu, nhưng khi xác định tiến đến hôn nhân thì hãy dẫn về gặp mẹ, bà cho biết. Trái ngược với hình ảnh của những vai diễn phản diện trên màn ảnh nhỏ, tính cách của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương ngoài đời khá điềm tĩnh, nghiêm nghị, chuẩn mực trong cách cư xử. Bà còn là chỗ dựa vững chắc, hàn gắn gia đình nên nhận được sự kính trọng đặc biệt từ các con. Trà Ngọc trả lòng, có một lần vợ chồng mâu thuẫn đến mức có ý định không tiếp tục nữa. Mẹ có gọi các con lại nói đúng một câu duy nhất. Các con lớn rồi, điều gì làm được mẹ đã làm. Chuyện còn lại các con tự quyết và phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Làm sao không để con cái phải khổ. Đây cũng là lần mình cảm nhận mẹ la duy nhất trong suốt mấy năm làm dâu. Được biết, cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương và diễn viên Trà Ngọc khá đặc biệt khi cả hai đều không có khái niệm làm dâu nên cũng thường xuyên xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khi được hỏi về việc mẹ chồng chăm lo sinh nở cho con dâu, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương thẳng thắn thừa nhận không có, khiến Nguyễn Linh và Lê Lộc vô cùng ngỡ ngàng. Mình chỉ hướng dẫn sinh con đầu lòng là phải ăn uống cái gì, còn việc bước chân xuống bếp để nấu từng món ăn cho con dâu lúc sinh nở thì không có, nghệ sĩ gạo cội cho hay. Tuy vậy, nàng dâu tỏ lòng biết ơn khi ngày sinh mẹ luôn hiện diện bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cũng tại chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Trà Ngọc hé lộ nhiều sự thật hài hước về nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Ăn mì gói mẹ cũng không biết nấu nước sôi, mẹ toàn ăn sống. Mà không những mẹ ăn mì sống mà nhiều khi tôi qua thấy mẹ ăn phở sống luôn. Nghệ sĩ Kim Phương giải thích thêm khiến MC Quyền Linh đồng cảm. Nhiều khi đi quay 2-3 giờ sáng mới về mà cái tật ăn mì là phải bỏ vô nồi nấu lên cho nở ra, phải thật nóng thì mới ăn. Giờ đó thì mấy con ngủ hết rồi, gà không biết mở thì phải ăn mì sống thôi. Vì tính chất công việc bận rộn, nay đây mai đó của người nghệ sĩ, cả nghệ sĩ ưu tú Kim Phương và Trà Ngọc hiếm có cơ hội được ngồi lại với nhau trong một bữa cơm chung. Nàng dâu thật thà chia sẻ, hai nhà rất gần nhau cách có mỗi cây cầu, nhưng mà có khi cả tháng hai vợ chồng không có thời gian mang em bé qua thăm mẹ. Điều này tôi tự thấy mình rất thiếu sót. Trong không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình, sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Tống Hạo Nhiên khiến nghệ sĩ ưu tú Kim Phương vô cùng hạnh phúc. Tại đây, Trà Ngọc thổ lộ tình cảm với mẹ chồng. Trước đó, con luôn nghĩ phải cố gắng hoàn thiện để làm hài lòng mẹ. Cho đến khi con gặp mẹ mới hiểu rằng chỉ cần đáp lại tình thương của mẹ bằng cách sống hạnh phúc với nhau. Mẹ đã bị thiệt thòi về phần gia đình thì tụi con sẽ bù đắp phần đó. Mẹ không đòi hỏi ở con điều gì, nhưng mẹ lại cho con quá nhiều điều đáng giá.
Ngày sinh nhật năm đó của con, lúc mẹ hôn con là con đã nguyện cả đời này làm dâu của mẹ. Cô cũng không quên cảm ơn chồng vì đã tâm lý trở thành cầu nối dung hòa để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau bao năm vẫn tốt đẹp.